Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, thời gian vừa qua, vụ việc Hồ Hữu Hòa đã làm xấu đi hình ảnh của giáo phận Vinh trong mắt Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng và Giáo hội Hoàn Vũ nói chung, và người liên đới trách nhiệm chính là Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long. Hẳn giờ đây, Ngài đang phải chịu áp lực rất lớn từ Tòa Thánh, từ Hội đồng Giám mục Việt Nam và hơn hết là áp lực từ giáo dân giáo phận Vinh. Trên trang Facebook Người Công giáo, tác giả Francisco Xavier Hồng Ân lên tiếng rằng nhiều kẻ vẫn chưa buông tha cho Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long. Francisco Xavier Hồng Ân: mặc dù vô can và hoàn toàn không liên quan gì đến việc vụ Hồ Hữu Hòa, cha Hồ Hữu Hòa, quê tại giáo phận Vinh, được giáo phận Ma Xin phong chức, nhưng nhiều kẻ vẫn cố tình kéo Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long vào cuộc một cách bất đắc dĩ và khó hiểu. Mới đây, Facebooker Luân Đinh, một giáo dân thuộc giáo phận Vinh, đã viết: Đức cha Alphonso nghĩ gì với thư minh định của mình trước sự chúc mừng sinh nhật cha Gioan Bautista Hồ Hữu Hòa của giáo phận Ma Xin? Một câu hỏi không quá nhiều ẩn ý, nếu không nói đã phơi bày gần như tất cả. Sau sự việc liên quan Hồ Hữu Hòa, Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long đã thay mặt giáo phận Vinh có thư minh định. Ngài cũng đã cho biết gần như toàn bộ những gì đã xảy ra, những động thái sau đó đối với cha trưởng ấn kiêm chánh văn phòng Gerardo Nguyễn Nam Việt càng cho thấy Đức cha Alphonso hoàn toàn không liên quan, và trên cương vị chủ chăn của giáo phận, Ngài cũng không bao che hay dung túng cho bất cứ hành động lén lút và vi phạm của bất cứ ai, kể cả là người thuộc tòa giám mục hay một giáo xứ, giáo họ nào nếu có liên quan. Sau đó, cùng với sự vào cuộc của Tòa Thánh, Bộ Loan báo Tin mừng trực thuộc Tòa Thánh, việc đó gần như chỉ còn lại của giáo phận Ma Xin, nhưng nhiều kẻ vẫn cố tình gợi chuyện, nhắc lại từ những sự việc bên lề để kéo Đức cha Alphonso vào. Mục đích của chúng vẫn không ngoài bôi lem và làm cho hình ảnh Đức cha Alphonso trở nên xấu xí, và sau đó là những động thái xấu xa, bỉ ổi khác. Nhất thời, những gì đang làm không khiến cho chúng thực hiện được điều đó, nhưng thực tế nó đã xảy ra và đó là điều đáng buồn nhất lúc này. Giáo phận Vinh đang cần sự bình yên sau những cơn giông bão kéo đến, và đó là lý do tại sao Đức cha Alphonso đến, hiện diện tại giáo phận Vinh trên cương vị chủ chăn. Và thực tế, những năm tháng qua, Ngài đã dành mọi tâm huyết cho những điều tốt đẹp, bình yên tại giáo phận Vinh, và dù không hề muốn so sánh, nhưng những gì giáo phận Vinh có được dưới thời coi sóc của Đức cha Alphonso là rất lớn. Gần hơn cả là việc chính quyền tỉnh Nghệ An đã đồng tình cấp lại khu đất nhà thờ Cầu Rầm cũ, thành phố Vinh cho giáo xứ Cầu Rầm sử dụng, xây dựng thánh đường mới tại đây, và còn nhiều điều tốt đẹp đã có, sẽ có khác ở tương lai. Vậy nên, điều mà bất cứ ai, thậm chí ngoài giáo phận Vinh cần làm lúc này là cầu nguyện, là lên tiếng ủng hộ đối với Đức cha Alphonso và những người đang cộng sự, chung chia mục đích tốt đẹp với Ngài. Những tiếng nói dị đồng chỉ nên xuất hiện bằng những cách thức phù hợp, mang tâm ý sẻ chia, đồng hành mà thôi. Vụ việc Hồ Hữu Hòa đã và đang làm xấu đi hình ảnh của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, giáo phận Vinh nói riêng trong mắt của Giáo hội Hoàn Vũ. Để minh chứng cho toàn thể dân Chúa được biết, Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long và văn phòng tòa giám mục giáo phận Vinh phải liên tiếp ra hai thông báo nói rõ vụ việc trên. Như vậy, có thể thấy tính nghiêm trọng của vụ việc, nó ảnh hưởng rất lớn đến đức tin của người Kitô hữu với phẩm giá của một vị linh mục và hình ảnh của giáo phận Vinh trong mắt của Giáo hội Hoàn Vũ. Giáo phận Vinh đang trong cơn bão bùng. Và để đổ lỗi cho vấn đề trên, những kẻ chuyên chống phá giáo hội lâu nay đã có cơ hội trút nguồn cơn trách nhiệm lên Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long, người đứng đầu giáo phận Vinh, và họ tự xưng mình là thành phần dân Chúa, là thám tử của giáo hội, đã tự điều tra và tự kết luận vụ việc, rồi thẳng thừng dùng những từ ngữ không mấy dễ chịu để nói xấu giám mục Nguyễn Hữu Long. Giáo phận đang trong cơn bão bùng, đúng ra là thành phần dân Chúa giáo phận Vinh. Chúng ta cần phải hiệp hành với giáo phận, cảm thông với Đức cha để mong sớm điều tra làm rõ vụ việc, trả lại sự tôn nghiêm của giáo phận Vinh, lấy lại hình ảnh trong mắt giáo hội Hoàn Vũ, và nhất là xử lý nghiêm những kẻ đứng đằng sau vụ việc. Song, những kẻ ẩn danh người công giáo,
núp trong bóng tối, đã lợi dụng vụ việc Hồ Hữu Hòa để nói xấu đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long, cố tình đổ thêm dầu vào lửa, cố tình làm xấu đi hình ảnh của giáo phận Vinh. Giáo phận Vinh từ lâu được Giáo hội Việt Nam đánh giá là một nơi nhiều ơn gọi và đức tin, song cũng là nơi mà các tín hữu ở đây cực kỳ ngoan đạo và bảo thủ. Họ rất ít khi bỏ ngày Chúa Nhật. Bởi vậy mà từ khi mới nhậm chức giám mục giáo phận Vinh, đức cha Alphonso đã từng nói: "Khi được tin bổ nhiệm vào Vinh, tôi cảm thấy buồn vui, lo âu, phó thác và bình an. Tôi chỉ vui một tí thôi, vì sự bổ nhiệm này nói lên sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh dành cho. Khi trao vào tay tôi một giáo phận lớn và đông giáo dân có bề dày lịch sử, nổi tiếng về lòng tin, lòng đạo đức và lòng kiên trung giữa bao gian lao khốn khó, tôi buồn hơi nhiều vì phải xa giáo phận Khương Hóa, nơi mà 5 năm rưỡi qua tôi gắn bó hết mình, hết tình. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ở với giáo phận này đến chết. Tôi lo âu nhiều hơn cả, vì trước gánh nặng như thế, mình tài hèn sức yếu, liệu có thể đảm đương không? Sau cùng, tôi bèn phó dâng mọi sự trong tay Chúa. Chúa muốn thì tôi xin vâng, và tôi thấy bình an. Với giáo phận Vinh, tôi vui mừng được sai đến để phục vụ, và tôi nguyện phục vụ hết mình. Tôi mong được sự đón nhận và cộng tác của mọi thành phần dân Chúa để cùng nhau xây dựng giáo phận cho vinh danh Chúa. Tên giáo phận mời gọi chúng ta không tìm vinh cho mình mà là cho Chúa, vì chỉ duy một mình Ngài đáng được chúc tụng rằng: chính nhờ Đức Kitô với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen." Trong sự hiệp thông với giáo phận Vinh, là người Kitô hữu, chúng ta cần phải cầu nguyện cho giáo phận Vinh vượt qua bão gió. Chúng ta phải chia sẻ, không phải bằng lời nói suông và những bài viết miệt thị nói xấu đức cha và các quý cha trong giáo phận, nhưng bằng việc dấn thân thật sự, chia sẻ những khổ đau, những ước nguyện của đức cha và các vị tiền nhiệm giáo phận từ bao đời đã cố gắng xây dựng một giáo phận Vinh hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ. Bởi thế, hơn bao giờ hết, ngay lúc này, là người Kitô hữu, chúng ta hãy hiệp thông, cầu nguyện cho Đức Cha được tràn đầy ơn thánh, để Ngài được chu toàn với sứ vụ mà Chúa trao phó. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.